tại hạ được biết đại sư xuất gia từ thuở nhỏ, nhưng mà tại sao lại có nghiệp duyên với Đích Vị như vậy hả? Chỉ trách cho duyên phận chưa tròn, không thể tham khấu với một chữ tình. Nói ra chuyện này đã 10 năm rồi. Lúc đó tôi đã là chủ tọa của Tàng Kinh Các. Với tuổi tác của tôi như vậy mà làm chủ tọa, mấy trăm năm của Thiếu Lâm Tự chưa hề có một kẻ đua. Lúc bấy giờ khó đánh được sự cao ngạo, khiến cho tôi gặp phải một người thiếu nữ vừa thông minh vừa lanh lẹ của tà giáo, đó là Nhiếp Mị Nương. Hòa thượng này, điện làm tôi hết hồn nè. Liện lén lút lút, ở đâu chui ra vậy? Ha, ruột đè lén lút tức là cô đó. Tôi đã định cô từ lâu rồi. Thiệt môn là nơi thờ phượng, cô về đi. Ha, tên hòa thượng này, thấy tư cách của người đàng hoàng, sao miệng mồm ác vậy? Cảm ơn khen thưởng. Có tình tầm mấy chiếc phương trượng hay không nào? Vậy càng tốt, để đích thân hơn trượng đuổi cô xuống nước, khoảng công làm phiền tôi. Được, nếu như Thiếu Lâm Tự nhiều cấm địa quá, vậy thì đi. Mạng đang không tiện đó nha. Tôi nói con phải là người đàng hoàng mà. Hey! 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 Tên hòa thượng thối! Đánh tôi hả? Hey! 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 Ăn cấp kính! Mặc kệ ta! Hey! 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 Dịch cấp kính! Hey! Là cuốn kinh cho tôi. Người muốn lấy à? Quà lấy đi. Lấy đi. Quà thử thôi. Đừng có đánh nữa nha. Hòa thượng thôi, người đừng có buông tay ra. Nắm chặt đi. Người đừng có buông tay nha. Nắm chặt tay ta. Đừng có buông tay nha. Nắm chặt. Chân ta đau quá. Có sao không vậy? Có sao không hả? Không cần ngươi lo, tên hòa thượng thối, nếu không phải tại ngươi, ta đâu có té xuống đây. Cô coi ở trển cao chưa? Xong rồi đó. Dậm cái gì? Hòa thượng thúi. Đâu có, đâu có. Ta tên là Nhiếp Mị Nương. Bằng tăng tên là Giác Sanh. Giác Sanh. Ê, người có bắt ta về Thiếu Lâm Tự hay không? Cô vô Tàng Kinh Các ăn cấp kinh, tôi phải bắt cô về để phân trừng phạt cô chứ. Đi thả ta đi đi, ta sẽ đền đáp cho ngươi.
qua thần thứ đại gia không, không để có dù dỗ đâu. Còn ta? A Di Đà Phật. Nếu mà người thả ta đi, ta sẽ lấy thân định đáp. Thiên tài, thiên tài. Cô quá phóng khoáng rồi. Một người đạo phụ đâu có thể nào mà nói những lời như vậy. Ta là con gái của thánh giáo, tuyệt đối không bao giờ chú trọng nhãn quan của thần tục. Cô là người của tà giáo, bộ ta không xứng với hòa thượng thúi ngươi sao? Mô Phật, mô Phật. Ngươi đừng có giả bộ mô Phật nữa. Lúc mà ngươi nắm tay ta hả, tim của ngươi nhảy mạnh lắm. Ngươi lòng thành còn chưa dứt. Xưa này chưa có người đàn ông nào thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Cả hòa thượng cũng không ngoại lệ. Thật ra người từ chối ta cũng không sao. Bề nào thì ta với người cũng không thể rời khỏi được cái hang sâu này. Lúc ta té xuống đã nhìn kỹ lắm rồi, chỗ này không có ngõ nào có thể thoát ra được. Hơn nữa tứ phía chỗ này cũng đều là vách đá, đừng có hòng mà chỗ này có lối thoát. Xem ra ta với người chắc phải sống ở chỗ này suốt đời rồi. Đó có lẽ là ý trời. Thời gian nửa tháng sống trong hang động với mị nương, sự cách biệt của hai chúng tôi càng lúc càng ít. Dần dần tôi phát giác mị nương có một mãnh lực. Những cử chỉ và nụ cười, nhất cử nhất động của đối với tôi thì có một sự thu hút khó có thể hình dung. Sức lý trí của tôi một ngày yếu đi một ngày, cuối cùng tôi đã khuất phục được cổ. Hòa thượng thối, nè, trả quần áo lại cho tôi. Hòa thượng thối à, nước có lạnh hay không? Áo quần có người ta đang giữ, để ta cất giùm cho người nha. Cô à, đừng có giỡn nữa, trả quần áo lại tôi đi, làm ơn đi mà. Hôm nay ta còn không trả được thượng, suốt đời này ngươi cũng đừng có hòng đứng dậy. Ta sẽ ngồi ở đây để ngắm người. A Di Đà Phật. Ngươi còn A Di Đà Phật? Người đã phá giới rồi. Mấy ngày nay những thứ biết bò biết phải trong hang động này người đã ăn đủ hết trơn. Có ngần không? Tội lỗi, tội lỗi. Người về tới thiếu lâm tự không làm được hòa thượng nữa đâu. Ê, chuyện gì chứ? Người ta nói chơi với người thôi mà, tưởng thiệt hả? Ngươi không nói, ta không nói, đâu có ai biết được ngươi ăn những thứ gì. Ê, như vậy cũng đúng ha. À, tên hòa thượng thúi này, ba hồi thì vui, ba hồi thì giận. Nhìn kỹ tướng khùng của ngươi, cũng ngộ lắm chứ. Cô cũng vậy, tôi với cô đã ở đây mười mấy bữa, nhìn kỹ cô càng dễ thương lắm đó.
được biết hối hận. Cuối cùng hai người đã tìm được ngõ thoát. Đúng, tôi đã tìm được một ngõ ra rất kín đáo. Cuối cùng hai người đã chia tay. Do đại sư hay là mị nương rời khỏi trước vậy? Do mị nương. Bởi vì cổ gì tôi mà rời khỏi trước? Tôi đã phạm sát giới. Mặc dù tôi không hối hận, nhưng tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi rất muốn trở về Thiếu Lâm Tự, muốn gặp sư phụ. Tôi biết sư phụ rất là lo cho tôi. Sau khi tôi tìm được lối thoát, tôi mới nói với mị nương, tôi trở về Thiếu Lâm Tự. Cổ Giang xin tôi, Cổ Giang xin tôi đừng có về, bởi vì tôi về đó là giữa tôi với cổ chấm dứt. Mị nương gì để trọn vẹn cho tôi. Trong đêm đó, cổ không giảm mà từ. Khi tôi đi kiếm cổ thì đã kiếm không ra. Tôi chỉ có nước trở về Thiếu Lâm Tự gặp sư phụ. Về chuyện này tôi phải giấu với các thầy. Sư phụ đã phạt tôi đứng vách để hối cải 2 năm. Lúc đó đại sư có biết mị nương có mang nắm ruột của thầy không? Tôi không biết. Nếu như biết tôi nhất định không cho cổ đi. Mị nương rời khỏi đại sư, có phải cô chết lòng với thầy không? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết mị nương vì sanh Tiểu Phụng ra, cổ đã chịu nhiều cực khổ. Ân đó tôi đã mang nặng với cổ. Cho nên tha thầy chịu thanh bại danh liệt bao che cho cổ, hay là bởi vì còn tình nghĩa với cổ? Là Quỳnh, anh có thể hứa với tôi tha cho mị nương với Tiểu Phụng được không? Đại sư, vì mị nương đại sư chịu bỏ hết danh phận của thầy sao hả? Ngân Thiềm Đồng thầy đã lấy được chưa? Vậy mình về cứu Đại Phương với Thượng Quan Bảo Chủ trước đã, còn mọi người khác sau này dù tính sau. Làng đen của Phương Đại Hiệp với lại Thượng Quan Bảo Chủ đã tiêu mất rồi. La Đại Hiệp sao hả? Hai vị đã được thuốc tới bệnh trừ. La Đại Hiệp y thuật cao siêu khiến cho bằng tăng bái phục. Thượng quan Thiên Bằng cảm tạ Đại Hiệp cứu mạng tri ân. Thật ra ngày hôm nay hai vị được cứu không phải là công lao của tại hạ. La Đại Hiệp tại sao lại nói vậy? Thật ra nếu không phải nhờ Phương Trượng chịu mở tiệc ở trong dược thư viện để tìm đọc sách giải độc thì tại hạ không thể nào ở trong thời gian ngắn kiếm được cách giải độc đâu. Hai vị phải cảm ơn Phương Trượng mới đúng. Phương Trượng có thể phương tiện như vậy, quả thật khiến tại hạ bái phục. Chuyện quá nhỏ nhặt, không cần đi nhớ. Nhà Quỳnh, cảm ơn anh để về bí mật này cho tôi với mị nhân. Đại sư không tầm ta sao? Tôi còn nhớ thầy tôi từng nói một câu như vậy. Ông nói muốn giết người người dân chuyện rất dễ dàng, nhưng muốn cứu một người thì là chuyện khó khăn. Từ khi tôi cứu sống được một người đầu tiên, tôi mới lãnh hội được thâm sâu. Vì tham miệng của thầy tôi nói câu này. Lần này đại sư có thể điểm hóa được mị nương, có thể khiến cổ ăn năn trở lại, cứu cổ từ ở trong ma giáo. Chẳng những là một công đức to lớn, mà còn là một công việc rất trọng hệ nữa. Thì đâu có thể nào dễ dàng đem sự cố gắng của thầy đó bỏ đi hết chứ. Quả thật cứu người là một chuyện khó khăn. Nếu ở trong giang hồ ai cũng có rộng lượng hải hồ với anh, vậy thiên hạ sẽ bớt đi nhiều phân tranh, thế gian giảm đi được sự chém giết. Đại sư, một điều lo nhất của tôi là mị nương chưa thể bỏ được hùng tánh để có được sự hối cải. Tôi yên tâm, nếu như mị nương thật sự không bỏ hùng tánh còn nguy hại trong giang hồ, tôi tự nhiên sẽ có sự giao phó công bằng. Được câu nói này của đại sư, tôi rất yên tâm. Sư huynh, thất tinh bộ pháp của anh đã tiến bộ nhiều lắm. Ngươi là biết mà. Sư huynh, 18 tháng tù, tôi đã nhận được truyền thủ huynh.
Anh kêu tôi đi chung một mộ huyện để giết ba sát thủ của tài giáo trong nhân gian. Tôi đã giết họ xong hết rồi. Chỉ rất tiếc, tôi lại để đào trác thân thuộc của nếp thanh tài không thoát. Đào trác không thoát được. Ta đã giết chết hắn tại Hàng Châu. Đầu người ở đây. Hay. Đào trác chết rồi, thì thế lực tài giáo trong nhân gian sẽ bị sút giảm. Nhiệm vụ của mình chưa có xong hết đâu. Chúng ta nhất định nhổ cỏ phải tận gốc rễ. Ta đã làm nội ứng trong tà giáo 18 năm. Mục đích chỉ vì bấy nhiêu đó. Phải giết tận giết cùng bọn tà giáo mới được. Đó là Tam Hải Nam ứng. Do ta mời họ. Nam Hải Tam Tam ứng. Cảm ơn sử đại hiệp đã trả thù cho trưởng môn phái Nam Hải cùng 54 đệ tử trong phái. Đầu người của Đào Trác đang ở đây. Bọn người có thể đem về bái tế sư phụ của người. Cảm ơn sử đại hiệp. Sư huynh, Thượng Quan Bảo Chủ cùng với anh hùng Cát Lộ đang chờ anh trong Thiếu Lâm Tự. Còn trụ trì mới của Thiếu Lâm Tự là Jackson. Ông có muốn gặp kẻ anh hùng đã tiêu diệt tà giáo? Được, ta cũng rất muốn gặp bọn họ. Chỉ có một nếp mi nương cũng đối phó không nổi. Xem ra họ chỉ là thứ tâm thương mà thôi. Tin chắc rằng tên tiểu phụng này phải để ta đích thân ra tay mới được. Trung Nam Triều Ẩn Sứ Bộc Đồn, xin chào phương trưởng. Sử đại hiệp chịu nổi sự nhẫn nhục lén vào tà giáo 18 năm, hôm nay có thể tiêu diệt được tà giáo, các hạ đã ghi một công lớn. Phương trưởng khách sáo, thật ra nhiệm vụ lần này ta chưa có hoàn thành. Mặc dầu tổng đàn của tà giáo bị tam bang tứ phái san bằng rồi, nhưng mà căn cơ của tà giáo rất thâm sâu, tàn dư đã rải rác khắp mọi nơi. Muốn triệt để tiêu diệt bọn họ, quả thật con đường này rất còn lâu dài. Chỉ nói riêng một cô nếp mi nương mà thôi đã khiến cho các đệ tử tam bang tứ phái tử vong vô số. Thượng quan Bảo Chủ với Đại Phương Thiền Sư đã trải qua nửa năm theo dõi, nhưng mà vẫn hoài công. Cho nên mới nói, người của ta giáo thì không phải dễ đối phó đâu. Chỉ cần chúng ta có một chút sơ hở thì họ có thể thừa cơ đoạt khởi. Ta ở trong ta giáo 18 năm, làm tới cái chức đầu não tam đạo pháp của họ, chỉ có ta mới hiểu rõ bọn chúng. Người của tà giáo không dễ dàng hiệp thương. Nếu có cơ hội thì bọn chúng sẽ nguyễn thổ trùng lại, đúng như là một chút lửa có thể đốt cháy cả khu rừng. Nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta là phải dập tắt luôn ngọn lửa cuối cùng của bọn tà giáo này, phải khiến cho họ từ nay hủy diệt trong chốn giang hồ. Sử đại hiệp, vậy thì bước tới nữa ông định làm thế nào? Phương trưởng, sử mộ có một yêu cầu. Cứ nói. Ngày trước sử mộ giết chết thân thuộc của sử thanh đầu não tà giáo là Đào Trác, đã cắt cái đầu của hắn xuống. Năm xưa Đào Trác đã chỉ huy mười mấy tên sát thủ đêm khuya tấn công Nam Hải kiếm đạn, chỉ trong một đêm không chừa một ai cả. Trưởng môn của phái Nam Hải cùng với 54 người đệ tử cũng không thoát chết. Ngày hôm nay sử mộ muốn mượn một chỗ của Thiếu Lâm Tự để mà lập chay đàn, lấy đầu người của Đào Trác để cúng tế 54 vong linh của Nam Hải kiếm phái. Không biết ý kiến của phương trưởng như thế nào? Thiếu Lâm là Phật môn chánh điện, lấy đầu người để cúng tế quả thật không thích đáng. Phương trưởng, sư huynh tôi không phải muốn cúng tế trong chùa, mà chỉ muốn mượn một miếng đất ở núi sau là đủ rồi. Vậy à? Xin phương trưởng trọn vẹn để công tế dòng lên tài thi của sư phụ. Vậy được. Sư huynh, tại sao chuyện này nhất định phải mời Nam Hải Tam muốn tới Thiếu Lâm Tự để công tế vậy hả? Mục đích lần này ta làm chay đàn là cũng chỉ vì nếp mi nương. Nếp mi nương? Nếp mi nương dẫn theo một đứa con mất tích ở vùng lân cận Thiếu Lâm Tự. Ta nghĩ ngươi cũng đã nghe chứ? Thượng Hoa Bảo Chủ nói ta biết. Nếu như cái tên yểu phụ đó tới Thiếu Lâm Tự có mục đích thì chắc chắn ở xung quanh chùa này, cho nên anh đem cả đầu Đào Trác tới, cố ý là muốn cô ta ra mặt. Ở trong số trưởng lão của tà giáo, cái quan hệ của nếp mi nương với Đào Trác là thân nhất. Nếu mà nếp mi nương nhìn thấy đầu của Đào Trác, hắn nhất định không chịu nổi mà hiện thân. Lúc đó mình có thể thu thập y. Nếu như vậy thì buổi chay đàn tối nay nhất định là
tà giáo đã nhung độc gió lầm, khiến cho thanh linh lầm than. Đã bao nhiêu năm, những đồng đạo đã chết dưới tay của tà giáo, thiệt là vô số kể. Tà giáo với chúng ta có một mối thù không đội trời chung. Người xưa có nói, nợ máu trả bằng máu. Tuy rằng ngày hôm nay tà giáo đã bị tiêu diệt, nhưng mà họ vẫn còn một số tàn dư. Mình không thể chưa một tên nào cả. Hôm nay ta đã giết được Đào Trang là để trả mối thù cho trưởng môn lẫn các đại đệ tử của Nam Hải kiếm phái. Ngày mai mình phải giết hai mẹ con của Nếp Mi Đương, đó là để trả mối thù của những người tam tứ phái chết dưới tay của hắn. Giết trừ tà đạo, mình nhất định phải đem tàn dư của tà giáo nhổ cỏ trừ căn. Nhổ cỏ trừ căn, nhổ cỏ trừ căn, nhổ cỏ trừ căn, nhổ cỏ trừ căn, nhổ cỏ trừ căn. Nhìn tận mắt đệ tử mình bị giết chết như vậy mà không chịu ra tay, tà giáo đúng là tà giáo. Những người hy sinh cho thánh giáo, đó là sự quang vinh của họ. Tất cả huynh đệ, máu của các ngươi không bao giờ chạy phí đâu. Sư lão đệ, thì ra là ngươi. Tại sao ta nghĩ ngươi là người anh em tâm của ta mà ngươi bán rẻ ta? Ta ẩn tàng trong tà giáo 18 năm cũng là vì chờ ngày hôm nay thôi. Mỗi đồ nhổ cỏ trừ căn, nhổ cỏ trừ căn, nhổ cỏ trừ căn, nhổ cỏ trừ căn, nhổ cỏ trừ căn. Thượng quan bảo chủ, tôi thì không hiểu tại sao còn chưa tìm ra được Mỹ Nương mà Sử Đại Hiệp đã giải tán đi chai đàn đó. Sử Đại Hiệp làm vậy chắc chắn có lý do của ông. Bần tăng cũng đồng ý cách nói của bảo chủ đây. Sử Đại Hiệp là sát tinh của tà giáo, những giáo đồ của tà giáo đã chết trong tay của ông ta vô số kể. Luôn cả giáo chủ tà giáo Nếp Thanh Tà cũng đã chết trong tay của ông ta. Nên dù võ nghệ của Nếp Mi Nương cao siêu cách mấy đi nữa, cô ta cũng đánh không lại Sử Đại Hiệp. Nếu đã như vậy, tôi phải trở về Hà Dương Biêu Cột để chờ tin tốt của Sử Đại Hiệp. Tôi cũng phải về Thượng Quan Bảo để trị bệnh. Hai vị thượng lộ cẩn thận. Mời. Thưa các vị, Đại Phương Thiền Sư, chúng tôi có việc cần phải xuống núi gấp. Sử Đại Hiệp, có phải Thiếu Lâm Tự chúng tôi chiêu đãi bất chu hay không? Thiền Sư đi hiểu lầm rồi. Sư huynh vì đối phó với Nếp Mị Nương nên ở dưới núi tiện hơn. Vậy các vị định đối phó với cô ta như thế nào? Chờ cô ta ra tay trước. Mời. Mị Nương, Kim Nhung có chuyện gì? Không, anh tới thăm em với Tiểu Phụng. Em nói anh không yên tâm thì đúng hơn. Anh muốn tới đây coi các em có sống bình đạm hay không chứ gì? Không có đâu. À đúng rồi, đã qua một thời gian, không biết mấy cao thủ trận ở các cửa ngõ dưới núi đã rút đi hết chưa ha? Có một số đã rút đi rồi. Vậy thì đỡ, em có thể xuống núi một chút. Em muốn xuống núi hả? Em muốn đem giải này xuống bán. Em và Tiểu Phụng đã ở trong căn nhà này lâu lắm rồi, em muốn đưa Tiểu Phụng xuống dưới đi dạo một chút. Vậy cũng được, nếu như em không náo sự có lẽ không đến nỗi nguy hiểm. Tới bây giờ anh cũng không chịu tin em. Đâu có. Đúng rồi, tối hôm qua em ở núi sau có nghe tiếng tụng kinh, không biết là chuyện gì vậy? Có một số người nhà giàu
muốn làm pháp sự ở núi sau thôi. Mục tiêu của ta chỉ có một người, nhưng mà bây giờ ta phải thay đổi mục. Lẽ ra mục tiêu của ta chỉ có một người, nhưng mà bây giờ ta phải thay đổi mục tiêu. Người đã giết anh em của ta, đêm nay ta phải banh thân xẻ thịt người để trả thù cho bọn hắn. Dựa vào võ công của người, luật về võ công dĩ nhiên bọn ta không bằng người. Nhưng bọn ta đã được Sử Đại Hiệp chỉ điểm, chỗ yếu của tà giáo bọn bay chúng ta hiểu rõ. Giết! Cẩn thận yêu thù người cha. Hôm nay là trùng thất, để các người thử thôi thất giác của ta.
Thật ra con có lỗi hay không? Tiểu Phụng, con cảm thấy mẹ giết nhiều người có sai hay không? Mẹ giết những người đó hoàn toàn là thứ xấu, họ đáng kiếp rồi. Lẽ ra tối nay mẹ chỉ muốn giết Sử Mâu Đường để trả thù cho Thánh Giáo và cha của mẹ. Ai ngờ đó là một cạm bẫy. Mẹ đã giết chết những người của Sử Mộ Đường. Nếu để cha con biết được mẹ giết người, ông nhất định sẽ giận. Mẹ có một điều không được may mắn. Mẹ sẽ... Mẹ à, nếu như mẹ sợ cha, không thì mình xuống núi đi. Mình đi trốn một chỗ cha không thể nào kiếm được. Mẹ không thể đi được. Tại sao vậy? Suốt đời của mẹ, người mà mẹ yêu chỉ có một mình cha con. Mẹ hy vọng có thể giữ được lời thề, nhưng mẹ làm không được. Nếu đã vậy, mẹ thà chấp nhận sự trừng phạt của cha con. Cho dù bắt mẹ phải chết, mẹ cũng không quan tâm. Con không muốn mẹ chết. Mình có thể nơi láo, chỉ cần mẹ dứt khoát chối, cha cũng sẽ không làm gì được mẹ. Mẹ không muốn gạt cha con. Chuyện với nam và nữ, chờ cho con lớn lên thì tự nhiên con sẽ biết tại sao. Hứa với mẹ, bất luận sau này cha con đối xử với mẹ thế nào, mẹ cấm con giận ổng, cản trở ổng, biết không? Tiểu Phụng, La Huynh, đại sư, khuya quá cũng chưa đi ngủ sao hả? Không biết tại sao trong bụng của tôi lại bồn chồn, muốn ra đây dạo một chút. Dù trên đại sư có đầu hành thâm sâu, còn bị phiền não sao? Là con người thì vẫn có thể bị phiền não, bị đau khổ. Phân biệt đó là mình phải đối diện như thế nào. Như vậy phải đối diện thế nào mới có thể tiêu trừ được sự đau khổ phiền não? Khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo. Chỉ cần mình quên được bỏ yêu, kiềm chế được ý chí của mình, thì có thể giảm bớt được sự đau khổ với phiền não. Chỉ rất tiếc, có được bao nhiêu người làm tròn điều đó. Quên được bỏ yêu là điều khó khăn vô cùng. Đại sư, La Huynh, dù sao tôi cũng không có cách nào giải ngộ. Phương trưởng, Sứ Điệp có chuyện xin gặp. Ông nói là nếp vi nương của Tàn Giáo đã xuất hiện. Hôm nay ta đã nhận được tin tức, nói là có một người đàn bà giống hệt như mỹ nương đã xuất hiện trong một trấn nhỏ cách đây khoảng 5 dặm. Hắn đã đi mua một số đồ vật dụng với lại chỉ tờ. Do đó ta đây mới đi dò thám. Nhưng mà ta đã dò thám không được gì. Sau khi mặt trời lặn, ta lại vội vã trở về phân viện. Ngờ đâu ta phát hiện phân viện đã bị người ta đốt sạch hết. Giờ trong hậu viện của phân viện, ta đã phát giác ra Nam Hải Tam Mừng với lại 6 tay kiếm thủ do ta huấn luyện ra. Khẳng định là hành động của mị nướng. Ta chưa có dám khẳng định. Sư huynh, ngoại trừ nếp mị nướng mới có dân nghị giết chết Nam Hải Tam Mừng lẫn các kiếm thủ do anh huấn luyện ra, còn ai nữa không? Nếp mị nướng sử dụng là hồi phong phá nhật đầu, nhưng mà trên thi thể của bọn chúng ta tìm không ra được dấu tích nào của loại vũ khí đó. Trái lại ta phát hiện ra họ đã bị một loại vũ khí rất là kỳ lạ giết chết. Thẩm định từ vết thương, họ chỉ hoàn toàn chết với một chiêu. Một chiêu? Chỉ là một chiêu. Một chiêu có thể giết được 6 kiếm thủ. Nếu như là nếp mị nương thì võ nghệ của ta đã tiến thêm nữa. Nếu như thật sự là nếp mị nương thì đã là ngoài dự tính của ta. Xem ra chúng ta phải triệu tập lại Thượng Quan Bảo Chủ cùng với các cao thủ tam bang tứ phái tới Thiếu Lâm Tự để giúp bọn ta. Đến khi đó, hay là nếp mi đường mà trốn thoát được không đâu. Mục tiêu của hắn là ta đây. Hắn chắc chắn muốn giết chết ta lắm. Nhất là hắn đã luyện thành một loại binh khí rất lợi hại như vậy thì hắn càng lòng hành hơn nhiều. Hắn nhất định sẽ tái hiện thân để mà giết ta.
Phương trưởng, bắt đầu ngay từ bây giờ, sự đề phòng của Thiếu Lâm Tự phải tăng cường thêm. Được, Bằng Tăng sẽ căn dặn các đệ tử trong La Hán Đường đề cao cảnh giác. Cảm ơn Phương trưởng. Vô đi. Phương trưởng, La Thế Chủ xin gặp. Mời vào. Đại sư. La Huynh, tôi biết một đến anh tới để kiếm tôi, có phải vì chuyện của mỹ nương hay không? Đại sư, không biết thầy xử thế nào về chuyện của phái Nam Hải hả? Tôi phải đi gặp mỹ nương. Vô đi. Anh tới được hả? Em biết anh phải tới sao? Em chờ anh lâu lắm rồi. Không biết tại sao đợi lâu quá mà trời cũng chưa sáng. Sự thật có phải em làm không? Em không dự trù giấu anh, những người trong Nam Hải kiếm phái là do em giết. Tại sao? Tại sao em hứa với anh từ nay không bao giờ giết người? Hôm nọ em đã thề ở trước Phật tử, hủy bỏ binh khí, đã thề từ nay không bao giờ giết người nữa. Tại sao em tự phá hoại lời thề của em vậy? Em không thể nào quên đi mối thù giết cho. Vì Tiểu Phụng, giờ cũng vì anh nữa, em thì không muốn giết người đâu. Nhưng mà đêm nào em cũng mơ thấy ác mộng. Em mộng thấy cái cảnh hắn đã giết cha em, còn nghe cha biểu phải trả thù cho cha nữa. Em không thể nào quên, em không thể nào quên được. Mị Nương, Nhất Sinh, em chỉ cần giết một người, em chỉ cần giết chết Sử Mậu Đông mới có thể trả được mối thù này. Em thì không muốn giết người. Em xin anh giao hắn cho em đi. Không được. Sau khi em giết chết Sử Mậu Đông, em sẽ phế đi võ công của em, có thể cắt đứt hết gần tay chân của em. Anh tin em đi. Em đừng có buộc anh nữa. Em đừng có buộc anh nữa. Anh nhất định phải giải em về Thiếu Lâm Tự, giao cho La Đại Hiệp xử lý. Nhất Sanh nợ anh em chưa Sử Mậu Đông thì họ vẫn phải giết em. Đâu có khác gì anh đã giết em. Vậy thì em thà chịu chết dưới tay anh còn hơn là phải chết dưới tay tên giặc chó đó. Nếu như anh còn nghĩ tới tình nghĩa của hai đứa mình, anh giết em đi. Anh giết em đi. Mị Nương, em dắt Tiểu Phụng trốn đi. Anh không nhẫn tâm giết em, và cũng nhẫn tâm giải em ra. Anh cũng không thể bao che cho em được nữa. Một cách duy nhất là em dắt Tiểu Phụng xuống núi. Từ nay định mạng của em thế nào đều do trời định đoạt. Em đi. Tell you.